Câu hỏi tại sao sư phụ và chư tăng lại không đi dép ạ? <laughs> Câu hỏi rất hay các con ạ. Có lúc phải đi dép, có lúc không đi dép các con ạ. Lúc nào tu tập rèn luyện mình. Mình rèn luyện mình thì mình phải đối trước cái cái khó vượt qua để mình rèn luyện. Ví dụ như trời mùa đông rét như thế này là các thầy sẽ đi chân đất đi chân đất để cho mình vượt qua tất cả mọi chướng ngại dẹp trừ được tâm lười biếng của mình đi. Thế con rõ chưa? Rèn luyện chứ. Rèn luyện để cho mình không lười biếng và không bị chướng ngại. Thế nên chúng ta phải có rèn luyện. Thế ví dụ như các con mà bây giờ mà không đi chân đất quen, thế mà các con chỉ cần đi ra đường không có đôi dép thôi các con có phiền não không? Có không? Phiền não không đi được, nó đau chân mà. Thế nó phiền não. Phiền não có sinh sân giận không? Nếu ai ăn cắp mất đôi dép của mình có có sân giận không? Con thấy không? Nếu con đi dép quen rồi, con không tập đi chân đất bao giờ. Ai ăn cắp của con đôi dép một cái là con sẽ có thể buông những lời nói không tốt đẹp, phải không? Thế cho nên là các thầy đi chân đất là để rèn luyện sức chịu đựng của mình và rèn luyện từ bỏ các cái tâm nười biếng của mình tham dục của mình đắm vào cái sắc thân này của mình nhá các con rõ chưa cho nên thân chỉ để tu thôi chứ thân không để phải để trang trí thế còn các thầy đi dép thì sao lúc các thầy đi dép là tùy thuận thế gian ví dụ các thầy đi làm lễ mà lại không đi dép thì vào nhà người ta nhà người ta đang sạch này người ta chưa hiểu pháp người ta sẽ sinh phiền não phải không các con thế nên phải đi dép để nếu mà có vào nhà Phật tử phải bỏ dép ra đi bằng chân đất thì Phật tử gia đình Phật tử có người hiểu người chưa hiểu sẽ không phiền não thế còn thời của Đức Phật đấy các con ạ thời của Đức Phật thì thế này khi Đức Phật hoặc là chư tăng đến nhà thí chủ nào thì thí chủ đó sẽ múc nước rửa tay cho Đức Phật và chư tăng sẽ múc nước rửa chân cho Đức Phật và chư tăng đấy sẽ múc nước rửa chân vì người ta quen rồi người ta quen với cái hình ảnh cúng giường như thế từ từ một cái nề nếp trong xã hội khi có đức phật rồi thế nhưng mình ở đây thì không thấy được mình ở đây mà múc nước cúng giường cho các thầy như thế người ngoài nhìn thấy Này tưởng mình là bảo mình là u mê các con ạ không biết đấy là cúng giường thế cho nên là cái hạnh đi chân đất của các thầy là không được thực hành trọn vẹn đầy đủ là do bây giờ người ta không hiểu pháp trên các thầy phải tùy thuận trên có lúc phải đi dép là vì thế gian còn các thầy là chuyên đi đất thôi các con ạ. các con rõ chưa nhá đấy lý do là để rèn luyện mình vượt qua các chướng ngại và những cái cái chướng ngại bên thế gian để thành tựu được cái tâm của mình gọi là tâm giải thoát tức là giải thoát khỏi cái tâm lười đấy các con thấy đúng không các con nghe cái chữ giải thoát nhưng giải thoát khỏi cái gì giải thoát khỏi cái tâm lười ví như cái bài tập vừa lúc trước ở các con ấy cô dạy cho các con để các con giải thoát khỏi cái tâm lười Thế con rõ chưa? Trong chúng ta có cái tâm lười, chúng ta giải thoát được nó, chúng ta rất là tự tại nhé.